Giờ là đang hồi hộp nha, không biết có phải là bé cuốn của bạn này bị mất hay không, tại vì tí có đăng lên YouTube và cả Facebook nữa. À, bạn bị mất hai bé lận Lucky ơi, Lucky, 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 phải Lucky, không? Lucky, 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 Lucky ơi, Phải không? nghe nè con Lucky, trời Ủa ơi, đúng luôn rồi hả? Lucky, tội Đây nghiệp đây đây. quá, con có bị đánh không con? Thôi đi, Không, chị đi thấy về nha, không đi, đi ra rồi ngoài đây. đây. Đi ra đây. Sợ là buổi tối bé. À, nói chung là chị không biết mà chị nghe cái chị kia nói á, là nó ngồi ở trong cái góc nhà chị đó ở dưới Tân Bình nè, có mình nó à. Ôi ơi vậy đúng nó rồi, mừng quá trời luôn nè, nãy chị đụng vô nó cắn chị em ơi. Đó. Ờ đúng rồi. À, cô chú và các bạn thông cảm vì nhà Ti có cho thuê phòng trọ mà để bé ở ngoài sợ nó chạy mất rất là khó bắt nên cho bé nó vô toilet ngồi đỡ. Trời ơi mừng quá. Mà sao có hai đứa, sao giờ còn có một đứa vậy má ơi thiệt. Ừ. Nó đi hả, mà Bình Hạnh xa lắm á, mà sao nó lạc lên tới Tân Bình đó. Đúng không? Bình Hạnh chị ở khúc nào? Dạ em chợ, em ở chợ Bà Chiểu. À chợ Bà Chiểu, đây rồi, đúng rồi cô chú và các bạn ơi. Bạn này đúng là chủ của bé rồi. À, ôi trời ơi, em khóa mở xe ra rồi hả? Em khóc từ tối hôm qua tới giờ. Ừ. Thương con quá, trời ơi có duyên gặp con. Ờ. Cái chị mà kêu chị cứu á, là bà thấy trên YouTube xong bà mới kêu chị, xong 13 chị em mẹ vật vã ngoài 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 đường á mới bắt được nó. Chào cô chú và các bạn, thì thật là may mắn sau khi mà Ti đăng bài lên Facebook á, thì chia sẻ ra thì bé cún nó tìm lại được chủ của mình. Đây đúng là chủ của bé rồi cả nhà. Bé tên là Lucky, bị lạc từ trưa ngày hôm qua từ dưới Bình Thạnh mà không biết sao nó lạc lên tới Tân Bình luôn cô chú và các bạn. Bị lạc hai bé lận nhưng mà này là chỉ còn có một bé thôi, còn biết bé kia lạc ở đâu nữa. Nó có bị ai bắt mất hay sao không vậy, hay nó tự đi? Trời, nó tự đi chị. Trời ơi từ dưới Bình Thạnh xa lắm mà lạc lên tới Tân Bình. À cái cọng xích đó là của nó, biết đi xe không em? Chết mẹ ơi, sao chở về? Thôi vậy cho em cọng xích đó luôn đó, chứ không nó nhảy xe ra té xe em mà. Cái cọng xích đó là của cái chị mà kêu cứu cho Ti á. Rồi đi xích bẻ vô. Đó nó đang sợ. Sao nãy em không đi hai người ta? Giờ sao chở nó được? Tại vì sợ nó chở nó nha, mà đường đông á, xe cổ nó nhiều lắm mẹ, nó nhảy xe. Trời đó cô chú và các bạn, khi mà bé cún gặp được chủ của mình thì bé nó sẽ vui mừng như thế này nè. Còn nãy Ti đụng vô bé nó cắn Ti á cô chú và các bạn ơi. Bé rất là sạch sẽ luôn. À, được cái cô bán chè ở ngay cái chân cầu á, mua súp cho ăn. Nhưng mà bé nó không ăn. À, nó cứ đứng ở ngoài đó nó đợi thôi, giáo da giáo giác. À, ai biểu đi nè, giờ đói khát nè, nhưng mà nó khôn lắm em ơi. Cái cô bán chè ở ngay cọc cầu á, mua súp cua cho nó ăn luôn, nó không ăn. À cô đó mua cho nó nguyên hộp súp cua luôn đó. À, mà nó đâu ăn đâu, nó ngồi nhìn thôi mà. Tại vì nó sợ đúng không? Dạ nó sợ. Bất kỳ bất kỳ. Thôi Ti cũng chúc mừng bé đã gặp lại chủ của mình. Nhưng mà còn một bé nữa nha các bạn. À, một bé nữa nó hơi giống giống vậy nè. À, để tí nữa Ti sẽ coi bài và đăng lên cái mạng phụ cho bạn. Không biết là bé nó ở đâu rồi. Bây giờ chỉ tìm được một bé thôi. Ti rất cảm ơn cô chú và anh chị cùng các bạn đã theo dõi và share những cái bài viết rất là hữu ích đến những cái người. Dạ Ti xin khép clip ở đây. Kính chúc cô chủ cùng tất cả các quý khán giả thật là nhiều may mắn hạnh phúc. Nhớ đăng ký kênh, like, share giùm cho Ti và các bé ở mái ấm nha mọi người. Ti cảm ơn mọi người rất nhiều. Mà hồi nãy là sạch sẽ lắm, tại vì nó đi bù đời nên nó bị dơ vậy đó. Hồi nãy chị thấy nó đẹp lắm là chị biết là chắc chắn chó này có chủ. À, chứ không phải bị bỏ đâu. À, mà gặp là cũng gặp cái chị đó tốt, nó đến trước cửa nhà cái chị đó ở bên khu K300 khu quân đội gần đây nè. À, bà tính mang bé Lucky gặp lại chủ của mình thì bé đã trở nên hiền và rất là dễ thương nè. Bé cho Ti Ti gờ nè, mẹ trương nè, liếm tay Ti nè. Đó hồi nãy mà Ti đụng vô bé là bé cắn Ti á, nhưng mà bây giờ bé hiền rồi. Bé hiền rồi, cho giờ tí nha. Đó bé cười rất là đẹp luôn.
với em biết sao, sáng nay là chị đi khám bệnh chứ chị ở dưới Củ Chi lận, mà nhà chị ở đây á. À, cái chị kia chị ở bên K300 á, bà mới gọi cho bé chó này á, con không có được đi xe máy nên bé nó tuy sợ là bé ngồi lên xe thì sẽ bé sẽ nhảy xe thì rất là nguy hiểm cho cả bạn chủ lẫn bé luôn. Tại vì giờ này ở ngoài đường xe rất là đông, mà từ dưới Tân Bình về Bình Thạnh thì nó cũng hơi xa, nên bạn đã gọi điện cho người nhà để lên phụ với bạn mang bé về. À, sẵn đây Ti cũng có một cái lời tâm sự với cô chú và các bạn. Khi mình chở các bé thú cưng ở ngoài đường rất là nguy hiểm nha mọi người. Ti đã thấy có những cái trường hợp mà khi mà cái vật nuôi á, ví dụ như bé chó hay bé mèo phóng xuống đường, thì bạn chủ quá yêu thương con chó của mình mà quá yêu thương bé mèo của mình thì bạn mới phóng theo, bạn mới phóng xuống để chụp con bạn chó hay bạn mèo và bị những cái xe từ phía đằng sau chạy lên tông chúng. Đó, vì vậy á, khi mà đưa các bé ra đường thì hãy ít nhất là cho các con một cái sợi xích nè, rọ mõm nè, hoặc là mình cho vào một cái lồng, một cái giỏ đó nào đó để đi trên lưu thông trên đường nó an toàn hơn. Vì các quận ở thành phố Hồ Chí Minh đó, cô chú và các bạn, như mọi người sống ở Việt Nam đều biết là nhất là những cái giờ cao điểm luôn, xe cộ rất là đông. Nếu mà lỡ mà các bé chó mèo bị rớt xuống xe nè, hay là phóng xuống đất rồi sẽ bị xe tông nè, rồi có thể là gây tai nạn cho người khác và chính cái bạn chủ của bé luôn cũng bị tai nạn luôn. Vì vậy Ti rất mong cô chú và các bạn khi lưu thông mà chở theo các bạn bé thì hãy di chuyển bằng cái cách an toàn nhất. Tại vì bé hơi dữ cô chú, bây giờ bé gặp chủ của mình rồi là bé bắt đầu gừ, những người nào đến gần Ti phải cho bé ra ngoài đường ngồi luôn. Cún á, chồng của bạn đã lên đón con rồi, là bây giờ con sẽ về với nhà xếp bé lại nha, để không bé nó đi lạc là người ta thấy nó đẹp người ta bắt mất đó. Ti rất cảm ơn cô chú và các anh chị đã theo dõi kênh, xin cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào cả nhà. Coi như là giúp con là giúp tới cùng luôn. Ti sợ là đi vào ngoài đường á, bé sợ xe nên Ti cho bạn gái á, gọi xe ở nhà Ti. Bây giờ bạn để bế bé chó về cho nó an toàn, xong tí nữa bạn sẽ quay lại lấy xe rồi. Bye bye nha, cảm ơn nha.